khán giả và bà con nông dân thân mến, hiện tại hầu hết các trà lúa thu đông ở tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn từ làm đồng đến trổ chín. Các nhà khoa học gọi là giai đoạn cực trọng bởi giai đoạn làm đồng quyết định số hạt trên bông, giai đoạn trổ quyết định số bông trên một đơn vị diện tích và giai đoạn sau trổ quyết định chất lượng hạt lúa. Thực tế, từ khi lúa làm đồng đến trổ, bà con nông dân thường rất lo lắng bởi bất kỳ dịch bệnh nào tấn công ở giai đoạn này đều có thể làm lúa giảm năng suất. Chương trình hôm nay sẽ giúp quý khán giả và bà con nông dân có những kiến thức và kinh nghiệm để chủ động phòng trị các loại dịch bệnh trong giai đoạn cuối vụ. Mời quý khán giả và bà con nông dân theo dõi. Ba vụ lúa trong một năm thì thu đông thường là vụ nhiều rủi ro nhất. Năm nay, lúa vụ giữa đang trong giai đoạn làm đồng và trổ chín, nhưng mưa nắng thất thường làm dịch bệnh phát sinh. Hiện vi khuẩn gây hại lá lúa xuất hiện trên hầu hết các trà lúa làm nông dân rất lo lắng. Nhiều nhà nông do lo ngại bộ lá đồng của cây lúa bị hư tổn nên phun thuốc liên tục, mà theo cách gọi của nông dân là phun chặn cử. Từ làm đồng tới chỗ phun năm nay phun chắc khoảng 5-6 cử thuốc lận. Tại năm nay mưa gió nhiều, dịch bị phẫn là nhiều, mấy dây đất mà không xịt phẫn. Kế bên tôi thì nó bị cháy lái lắm, nhờ tôi xịt có chặn 3-4 lần mà lúa thấy ngon dữ lắm, ngon luôn rồi. Mình giai đoạn cuối tới chín là mình phải phun ngừa, chứ để mà bệnh phát triển là mình phun cũng không có hiệu quả. Cái năng sức nó không được, như mà lúa mình không bị bị phẫn, mình phải chặn ngừa trước nó mới được, nhẹ xịt hơn. Mình cứ chừng 4-5 ngày thì mình sẽ phun một cử ngừa vi khuẩn. Bệnh do vi khuẩn trên cây lúa phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết mưa bão nhiều, độ ẩm không khí cao và môi trường canh tác không tốt. Mặt khác, việc sản xuất lúa của bà con hiện nay hầu như diễn ra quanh năm, cộng với tập quán xà dày, bón phân thừa đạm, làm cho bệnh do vi khuẩn tồn tại và phát triển ngày càng mạnh hơn. Bệnh do vi khuẩn lây lan rất nhanh trên đồng ruộng, và khi đã xảy ra ở cấp độ nặng thì việc phòng trị sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu mình phun chất sáng là cái lằn lội mình là nó rất cháy sạch luôn. Còn hai bên mình phun hai bên này thì nó không có, mà ngay trong cái lằn lội là nó cháy lần nào cũng có hết. Đi dắt sáng rồi trời sương nó ướt, mình lội nó ướt rồi vi khuẩn nó bám vô đây mình lội lần nào. Thí dụ lằn lúa này nó không có đi, lằn lúa bên kia có, mình lội bên kia rồi lội qua đây là nó vẫn cháy luôn. Bây giờ là phun đợt này nữa là cũng như là đợt 3 rồi. Là như từ đây tới nó co xuống mình phun lần nữa là khỏi lo rồi đó. Bởi vì bây giờ nó đã chỗ được gì rồi, nó ít, nó không có đến đáng ngại không. Vì xa xa nó một vài lá à. Rồi mình bữa nay mình phun cái nữa là thôi 7 bữa sau nó cúi xuống hết trơn, phun cái nữa là thấy an tâm rồi đó. Rồi thì mình xịt giữ 3 lá. Từ bắt đầu sửa sẵn làm đồng là mình xịt sao mà đừng cho sâu với bệnh, là giữ 3 lá tới chín là lúa mình nó ngon. Lúc lúa trổ bị vi khuẩn tấn công gây bệnh cháy bìa lá. Lúc đầu bệnh chỉ xuất hiện trên những lá đồng, nhưng sau khi lúa trổ thì bệnh sẽ phát triển rất nhanh, làm cho lá cháy khô và hạt bị lép lửng. Ngoài ra, vi khuẩn còn tấn công cả trên hạt lúa, gây ra bệnh lép vàng. Bệnh do vi khuẩn tấn công khi bông lúa đang trổ, làm cho bông không thụ phấn, ngậm sữa và giàu chắc được. Các nhánh vé bị mắc bệnh sẽ đứng thẳng, mang nhiều hạt, bị lép có màu vàng. Lúa nó trổ lên gần đều là nó bị, qua đó nó mới bị đầu tiên lỗ nhỏ rồi bắt đầu lây lan ra lỗ bự, quá bự, nó khô, nó cháy hay bị lá, rồi nó cháy cái đuôi lá từ từ vô, nó cháy nhanh dữ lắm, nhanh. Giờ năm nay là như là điều đồng ở đây là ai cũng phải bị hết, không bị nhiều cũng bị ít. Riêng của tôi ở đây thì nó cũng đỡ xịt thuốc cũng nhiều cũng nhiều lần rồi. Mà nó bị có khoảng 3,5%, nhưng mà nó bị có khoảng là 40%. Có người thì bị khoảng 50%, mà có người bị khoảng là 2-3%. Bị gì cái hạt lúa, cái cây lúa là có lá đài để nương bông lúa thôi. Mà cái lá đài này nó bị cháy hết hơn phân nửa lá đài rồi, là nó không còn khả năng để nuôi cái hạt lúa nữa.
cho nên từ cái chỗ đó là cái năng suất của nông dân nó thấp, là thấp, rất là thấp. Một bông lúa là nó đạt hạt chắc chỉ là khoảng 5-60% thôi à. Đối với bệnh do vi khuẩn thì phòng là chính, do vậy cần phát hiện bệnh sớm và biết được tác nhân gây bệnh là loài vi khuẩn gì thì việc phòng trị bệnh mới đạt hiệu quả. Thì 9+1 thì nó thuận tiện cái là mình khỏi phối trộn, mình xịt nó thuận tiện cái đó. Rồi tôi xịt một vụ vậy là tôi chỉ xịt 3 lần thôi, lúa tôi vẫn xanh mướt, hột no tròn sáng chắc, đẹp, lúa đẹp, bán thương lái thấy phái thôi. Bởi vì nó thuận tiện thì nó người ta trong công ty người ta có làm sẵn rồi đó. Nó làm có sẵn cho 3 cái hoạt chất cái chống cho mình xài rồi, mình đâu còn phối trộn gì nữa. Chỉ mình cộng cái phi xăng vô mình giết cái chung với là trái bì lá với cung cắt vàng là lúa mình nó ngon rồi chứ không còn gì nữa. Cung cát thì nó giúp cây lúa mà nó cung cấp cái bộ rễ nó hút cái chất dinh dưỡng lên cho nó nuôi hạt, cho kích thích cho lúa nó chỗ đều, chỗ nhanh và vô gạo nhanh nữa. Cái nhờ cái đó thì lúa tôi nó mới là nó mướt ngon tốt đẹp hơn người ta thôi chứ không. Nếu trước đây các loại bệnh do vi khuẩn gây hại chủ yếu trên lá thì đây bệnh này còn phát triển trên cả thân và hạt lúa. Thực tế từ những vụ trước cho thấy vi khuẩn hoàn toàn có thể làm lúa bị mất năng suất đến 70-80%. Vì vậy, khi thấy bệnh do vi khuẩn xuất hiện, nhiều nhà nông rất lo ngại. Cái vụ lúa giữa này thì mưa gió thất thường mà sao mà nó bị vi khuẩn thì trái bì lá nhiều quá. Lo thì tại trái bì lá nó bị lép rồi, nó không có vào chắc được nhiều. Thì cái lá nó trái rồi, nó đâu còn cung cái hột nữa đâu. Thì nó phải lép. Tôi cũng nông dân cũng không biết cái thuốc. Mong kỹ sư gì đó có cái thuốc gì đó, là chỉ cho nông dân xịt ngừa hay là đặc trị gì đó cho nó đỡ cái trái bì lá đó. Ở chỗ lẹt xẹt đó là chúng ta phun thuốc gì? Thì chúng ta cần phải phun một loại thuốc để mà nó ngừa đạo ôn cổ bông, ngừa các bệnh do nấm ở trên hạt cũng như là trên lá lúa nha. Rồi chúng ta phun thêm một thuốc trị vi khuẩn kết hợp với một thuốc trị vi khuẩn để chúng ta ngừa cái bệnh lép vàng do vi khuẩn. Đồng thời là chúng ta cũng ngừa cái bệnh trái bìa lá do vi khuẩn ở trên ruộng lúa thường phát triển ở cái giai đoạn này. Nếu như mà cái thời tiết mà mưa nhiều thì chúng ta cũng nên nghĩ tới cái chuyện sau cái lần phun thứ nhất khoảng 5 ngày chúng ta phun thêm một lần thuốc trị vi khuẩn để ngừa cái lép vàng. Tại vì các loại thuốc mà trị vi khuẩn hiệu quả nó không có kéo dài, cho nên là giữa cái lần phun lúc trổ lẹt xẹt và lần thứ hai phun trổ đều á, cái khoảng thời gian này thì khả năng bệnh lép vàng vẫn có thể gây hại tiếp. Do đó để đảm bảo thì giữa này chúng ta nên phun thêm một lần thuốc trị vi khuẩn, rồi tới khi mà lúa trổ đều rồi thì chúng ta phun một lần nữa thuốc ngừa đạo ôn cổ bông các bệnh do vi nấm và thuốc trị vi khuẩn để ngừa các bệnh do vi khuẩn ở trên bông, trên hạt và trên cái lá lúa. Thì đó là 3 lần phun mà cần thiết để mà chúng ta bảo vệ cái bông lúa. Với cái sản phẩm Cugol và Phi Xăng, tức là cái giải pháp 9+1 của công ty chúng tôi, khi bà con phun ở cái giai đoạn trổ lác đác và giai đoạn trổ đều thì có thể bảo vệ được cả 3 bộ phận là trên bông, trên lá và trên thân. Về cái liều lượng bà con sử dụng thì với Cugol bà con có thể sử dụng từ 16-20cc trên bình 16 lít. Và Phi Xăng bà con cũng có thể sử dụng từ 16-20cc trên bình 16 lít. Bà con sử dụng 2 bình 16 lít trên 1.000m2. Và bà con phun khi mà lúa nó trổ 1-2 bông, tức là trổ 1 lắc đác. Từ giai đoạn trổ đều cho đến giai đoạn mà chín thu hoạch là một khoảng thời gian khá xa. Đặc biệt là trong cái vụ hè thu và cái vụ thu đông là cái áp lực bệnh rất là nặng. Vì vậy nên chúng tôi khuyến cáo là bà con nên phun một lần nữa từ cái giai đoạn trổ đều cho đến cái giai đoạn mà thu hoạch, tức là sau từ 7 đến 10 ngày khi trổ đều bà con có thể phun lặp lại lần nữa Cugol Phi Xăng để ngừa được cái đầu ôn cổ giá, ngừa được những cái đầu ôn ở trên cuống hạt và đồng thời một số bệnh khác ở trên cái bông lúa cũng như trên lá lúa và trên thân lúa ở cái giai đoạn đó. Điều cần lưu ý đối với bệnh do vi khuẩn là không nên để ruộng lúa bị nhiễm bệnh nhiều rồi mới xử lý thuốc, mà phải phun xịt ngay khi bệnh vừa chớm xuất hiện. Khi phát hiện bệnh nên giảm bớt lượng phân đạm, tăng cường phân kali, và khi phun thuốc phòng ngừa bệnh do vi khuẩn phải dùng thuốc đặc trị vi khuẩn
thì mới đạt hiệu quả cao. Khi phun thuốc phải sử dụng lượng nước vừa đủ và phun đúng kỹ thuật, sao cho tất cả các bộ phận của cây lúa từ lá thân đến bẹ lá và gốc lúa đều được tiếp xúc với thuốc thì mới đạt hiệu quả cao. Ngoài sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bà con nông dân cần chú ý áp dụng tốt kỹ thuật canh tác và bón phân chăm sóc lúa. Trong đó, hai yếu tố quan trọng là phải gieo xạ với mật độ vừa phải và bón phân cân đối phân đạm. Quý khán giả và bà con nông dân thân mến, chương trình kiến thức vàng kỳ này xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn công ty Quá Nông Lúa Vàng tài trợ chương trình này. Trong chương trình kỳ sau, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những giải pháp để bảo vệ bông và hạt lúa. Quý khán giả cũng có thể xem lại chương trình này tại địa chỉ hậugiangtv.vn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.